xe lạnh, gió nhẹ. Và đây là thời điểm rất thích hợp để theo dõi một trận thi đấu bóng đá, một trận thi đấu thể thao. Có thể nói tiếng hò reo của các cổ động viên trên các khán đài đang làm cho không khí trước trận đấu trở nên hưng phấn và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mặc dù trận đấu chưa được diễn ra, nhưng pháo sáng đã được đốt trên khán đài A của sân vận động. Điều đó đã cho thấy được sức nóng của trận đấu này. Trận đấu giao hữu. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ sôi nổi và đầy chất công hiến. Pha dứt điểm rất khôn ngoan, cần phải có một cái gì đó bình tĩnh và hiệu quả hơn. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Xử lý kỹ thuật. Như vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Lúc cho hỏng mắt rồi. Sorry. Đường truyền trở lại cho đồng đội. Vẫn còn. Lên. Rất nhịp nhàng. Khá nhịp nhàng. Chuyền bóng vào. Đánh đâu? Không được rồi. Đường truyền rất hay. Rashford. Không được. Bruno Fernandes. Tình huống khá nguy hiểm. Bóng đã ra vào chân. Một quả ném biên. Quả đá phạt góc. Đường truyền tốt và can thiệp tốt. Rất là lướt. Trường Nguyên và xử lý rất tốt. Một can treo bóng vào trong. Quá chậm. Bruno. Ở những phút như thế này thì những cầu thủ có khả năng đột phá, năng xuyên phá và kết thúc trận đấu là rất quan trọng. Vẫn còn. Bóng rồi. Và chúng ta sẽ chờ đợi vào một hiệp hai lột xác, chí ít là như vậy, để trận đấu này không phải là trận đấu một chiều. Hiệp một cuối đầu giữa hai huấn luyện viên cá tính đã khép lại. Hiệp một trận đấu đã diễn ra rất sôi nổi. Hiệp hai của chúng ta đã được bắt đầu. Với những trận đọ sức bình cao như thế này thì có cảm giác là thời gian trôi thật nhanh. Có thể nói rằng hiệp 1 của trận đấu này là một hiệp đấu đủ để cho chúng ta thấy được tương đối đầy đủ về năng lực cũng như bản lĩnh của hai đội vật thủ bên này. Và họ có những cá nhân đủ để giải quyết các tình huống ở phía trên. Đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Xoay trở rất khéo. Pha lấy bóng thành công. Bruno.
rất khó chịu. Và chạy bóng rất tốt. Anthony. Cần phải có thêm những pha bóng táo bạo. Vẫn còn. Mục tiêu của hàng phòng ngự là pha bóng đi càng xa càng tốt. Cách tốt nhất để giải tỏa sức ép và cũng là cách tốt nhất để tránh việc thể lực bị bào mòn sẽ dẫn tới những pha xử lý sai lầm. Anthony. Pha chống biên tương đối hay và bắt bài rất tốt. Tình huống chuyền bóng rất sai lầm. Pha cản phá dứt khoát. Trận đấu đang diễn ra rất hay anh em ạ. Pha bắt bài rất tốt. Rất hay. Pha cản phá rất kinh nghiệm. Pha đoạt bóng rất hay. Bruno. Anthony. Rashford. Phản công. Cơ hội để dứt điểm. Sóng gió đã tạm thời qua đi. Vẫn là một vòng quay cuộc. Xử lý kỹ thuật. Quả đá phạt góc. Đá phạt góc ở tầm thấp. Đi bóng rất tự tin. Chúng ta thấy được các pha vượt đều được thực hiện một cách nhuần nhuyễn chuẩn mực với độ chính xác cao. Một pha chạm bóng rất tinh tế. Thiếu chút nữa Giá có thể dứt điểm thành bàn. Bruno Fernandes. Rất tỉnh táo. Và như đây là trọng tài đã nổi còi phép này phút chính. 9 phút thi đấu chính thức của trận đấu này đã khép lại với một kết quả rất kịch tính. Trong hiệp chính nhìn toàn cục, cả hai bên đều đã rất nỗ lực, đều đã rất nhọc nhằn nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Cho dù cả hai đội đều đã có những cơ hội rất đẹp. Thời đang là 0-0.